Người dân nói chuyện về thượng tọa ở Nam Định, giao thủy. Nó có còn ở phía thì nó còn ông phải xây nhà xây cửa cho nó ở, nhưng mà nó giấu hết cho nó không Thì thế, còn ông ông ấy nó phải là rồi nó xây một cái môi trường nó mời hết các cái dòng tộc họ Mùn, à. thằng thằng mấy người ăn cơm ở đấy nó chưa lãi hết vào. Xây nhà to lắm à. Mà À, cái họ Mùi nó xây xóm mấy nhà giao tiến to. ở à, xóm mấy giao tiến cái chỗ ông xây mà xóm mấy chứ, đang hỏi bác này. Xây cho bồ ở xóm mấy giao tiến. Không biết ai, mình không biết thì chúng nó nói vậy thì mình cũng. Cái đợt đó ông bị bắt ở dưới, cái ngày còn ở nhà cách đây 5 7 năm thì nó bắt đấy ở dưới ấy, ở dưới bãi tắm ấy, mấy ông cứu thượng tọa. Thế đấy thì nhiều người biết rồi, Phật tử nó nói ầm. Nói chung là ngoài Bắc ấy thì cái phong trào ăn thịt chúng sinh là nó vẫn vậy, vẫn có. Rồi tiền bạc giới cầm giới xây dựng nó cũng cũng có nhiều. Nó không như các sư mà theo đạo Phật gốc. Cái ông sư chùa Hành Lộ chúng biết ông xây cái tháp mẹ nó cao, Đấy. phải cao nhất huyện Giao Thủy này. Không biết là ông vận động hay là ông khoát ông xây, không biết là to nhỉ. Hôm đợt năm kia về to. Cái chùa chùa Hành Lộ hiện nay là đập hết thì xây lại toàn bộ mới tinh xuyên cổ đấy. Rồi rồi. Ừ. Ông chùa Hành Nội cái đợt trước ngày xưa vào đấy biết, ông biết ông ở cái đợt ông ở chùa Riêm, ông cũng làm công tác là giúp các cháu tu học mùa hè, xong rồi là từ ngày giờ biết điện thoại của ông Zalo, không hề dám nói với mình toàn nói xong là khiếp. Họ biết luật nhân quả hết nhưng họ vô minh, họ không biết thôi. Biết người sư là phải giữ giới gì biết hết, nhưng mà cuối cùng là không không nó vô minh, không không tới. Vậy nên nhưng mà Phật tử ngoài Bắc thì không như trong Nam, trong Nam nó đỡ hơn, nó không biết hơn. Ở ngoài Bắc là ít người biết lắm. Vậy nên là cái người tu hành là phải giữ cái gì cái gì đấy, như là trang điểm làm đẹp, cái y áo vào từ đợt đây 4 năm rồi, hơn 4 năm rồi, quần áo vẫn để nguyên, nó rách thì hơi chúm lại vá kệ nó. Nếu mà 4 năm công thì thay đổi 4 bộ rồi. Cúng giường đầy chả dám mặc mấy đồ rách rồi dưới vá vập để mà làm, ngủ trên chõng tre này không có dám ngủ, những cái giường gỗ đẹp này cá nhân đầy không dám ngủ. Bây giờ mình phải sống thiểu dục chi túc đỡ nợ. Sư ngoài này mẹ chăn ga gối đệm, Vâng. giường thì giường đỏ xo, mẹ ăn uống thì ngon, đẹp như lễ thì phải nhiều tiền, ít thì có chịu. Mấy sư ô tô nhất ông mua, ông Kim sư Kim ở thị trấn Ngô Đồng ấy cũng mua ô tô nhá, ông khoát ô tô nhá. Rồi cái bà ngày ấy, cách đây 5 6 năm đấy, cái ngày bà ở chùa ngoài Hồng Thuận ấy, cũng mua ô tô, không biết còn ai mua ô tô nữa, ông nhà ông đệ nữa. Bà sư gì ở chùa cho tăng trưởng cho thì mấy bài và hiếu ấy. Bà Hiếu Nhưng à? mẹ chơi lái ô tô lâu rồi À, bà Hiếu ở dưới Giao Phong đấy. đó. Hỏng hết, các sư vậy là hỏng hết rồi. Tiền của bá thí mà cúng cướp thì cúng, nhưng mà đã đi đến ô tô này, đấy em đi xuất gia cái là cho ô tô đi về, không hơi dám ngồi ô tô mà lái. Cái sự tôn chó nó rộng Lấy của không cho nguy hiểm lắm, mà hơn nữa vậy. Đấy bà sư ở ngoài chùa nổi đấy, mẹ xây tầng 2 chùa đẹp đẽ rồi cũng chết ung thư tuổi 40, hỏng đi mà tu này. mơ hoài vô mất nhỉ, Dạ mà mơ hóa này à, cũng đi không thấy ở nhà tuần đi đâu rồi. à. Thế đấy, ngày xưa phục vụ chùa đủ thứ khó. Ôm nợ chuẩn bọn ôm người ta chuẩn mất thì
Nó chỉ đi chùa đi Nam thôi, xem nguồn gốc con cái cháu chắt nào trong Nam nó vào đấy. Chắc chỉ vào các chỗ con người của nó mà chú bà dâu chứ. Đấy chứ bà dâu chắc vậy, người dài họ loạn trong này đông cái chỗ nông toa nông thiếc đấy trong này vào Tây Nguyên lật chân quả là chết, phường bọn ấy người ta chạy yên tâm phải giả, đừng có nói không giả, cứ giả đò vỡ nợ tí xong rồi chạy mất, người ta không làm được vì luật pháp ngày xưa nó vậy, anh cho quyến tín dụng đen là nó không quan tâm đến, ông cho vay nặng lãi nào ông chết. Mấy cái theo nhà ông gì em ấy, em cái thằng gì viện đối phó ở chỗ chùa anh nội trước chuyên giết thợ lợn đấy, cho vay nặng lãi, bây giờ chồng ông thư vợ tu với chúng em đấy suốt đấy, theo cái pháp giới định tuệ đấy, ông thông lạc đấy. Thế là bây giờ đi chăm chồng, chồng giờ nó bảo là ngon lành ăn 8 tháng ung thư rồi, vừa rồi điện vào bây giờ đi xét nghiệm tế bào nạ, cứ ăn không ăn thịt chúng sinh thì tế bào nạ nó tăng, bây giờ là ăn thịt chúng sinh rồi, giờ cháu bé là không có tu được, kêu vậy. Khi mà biết pháp mà không ôm lấy là pháp ác nó lên ngay. Cũng ngày xưa là cũng cái thằng đâu nó lừa ra Hà, nó lừa cho cái chốt cầu Giao Hà đấy, bắt ở nhà của nó cũng chưa ăn đủ nọ kia, vay nặng lãi nguy hiểm lắm, giờ phải trả giá, giờ nên hết Hà Nội ở chỗ con trai ấy, rồi đấy cho thuê hay là đóng cửa không biết. Giáp thế thì còn lớn thế này, cái thằng buôn buôn gạch nem tí thế đấy, phải thôi nói làm cho mười mấy tỷ mất À, thằng Cường ấy còn buôn gạch không? đấy, tầm mười mấy tỷ đi mất rồi. À, bây giờ nó không buôn gạch mẹ chỗ chỗ đầu cầu, chỗ qua hành nộ ra cầu ấy đấy, không còn nữa à? Nó không còn bán nữa à? Trong năm rồi đây. À, ôi giời. Đấy, ngày xưa đợt nằm nhà 27 lấy bao nhiêu thứ gói nghĩa của nó. Thế vào 14, 15 tỷ. Cường duyên phải không nhỉ? Cường duyên hay đúng. Tội nghiệp vậy. Con vợ nó con nhà ai sống 14. Đấy, bán cái đồ gạch ngói các thứ vật liệu xây dựng bán tốt vậy, cái cùng ôm tiền chạy mất. Cái Hai ông tội. mấy ông hành nộ toàn ông bòn đo đại phạm thôi, ăn kéo trong ăn cứ tiền để nhiều là thích thì cứ gửi Ăn cho lãi mày mà, ăn đấy lãi lớn mà, rồi. lãi lớn là tưởng là ngon ăn mà. Điều hành tài chính thì đâu làm sao được tiền nữa. Khó, bây giờ là sợ, chính vì sợ vậy nên là bỏ đi tù là đỡ. Ai cũng có tội mà đấy, bác biết là tiền bạc danh vọng sắc dục ăn và ngủ năm thứ đánh chết con người, vậy nên là phải bỏ chạy, đi vào cuối đời đến 60 tuổi là phải đi vào an phận thủ thường, coi cuộc đời sống nhìn lại chính mình chứ không có là chết, ở nhà đâu có đi đám gia đình đã chết, đủ đám nó mời, bọn cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó mời, bạn bộ đội nó mời, đồng niên đồng tuổi, ngày xưa mình có điều kiện tiền nong ấy, mình làm tàu thuyền mình tài trợ nó rồi, giờ nó cứ mời hội, nên bây giờ bảo ăn uống thì mình đi ăn chay, chúng nó ăn mặn nó cứ trêu mình thôi, đi cho nó khỏe, ở nhà khó lắm, theo phong tục mình không vượt ra được bác ạ, các bác mà không chú ý đến mình bệnh tật suốt rưỡi là dậy vậy, em 1:30 dậy em quen rồi, nhưng mà bác rồi. Ít tuổi, 6-7 tuổi hơn em 3 tuổi, để giữ gìn sức khỏe, ăn uống tiết độ, rượu chè vậy là cứ khó lắm, thịt cũng chung sinh, nuôi ốc này cứ thế ngoáy ăn chả ngon nữa, ngon được là chết đấy.
Đấy, bác đấy. Cô đó nghỉ đi. Mô Phật.